Để chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, lãnh đạo công an tỉnh đã triển khai ngay các phương án phòng chống thiên tai, chỉ đạo công an các đơn vị địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, theo dõi sát mực nước sông, kịp thời hỗ trợ di dời, sơ tán người dân, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia công tác phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu. Theo đó, vào chiều ngày 10 tháng 9, nước sông tràn qua đê bối vào khu phố Quả Cảm, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh gây ngập lụt. Lãnh đạo công an tỉnh đã kịp thời có mặt, chỉ đạo công an thành phố Bắc Ninh huy động lực lượng cùng chính quyền địa phương hỗ trợ di chuyển toàn bộ 60 hộ dân với khoảng 256 nhân khẩu đến nơi an toàn, hỗ trợ các gia đình di chuyển, bảo vệ tài sản không bị hư hại bởi nước lũ. Sáng nay có nước chảy, các thứ vào nhưng lại bảo chủ quan của tôi ở nhà, nó mất điện thì phải đi, nhà thì cũng mấy mà. Công an là rất là nhiệt tình với dân. Có công an là hỗ trợ các thứ ok rồi, mẹ luôn xếp cả quần áo của bà. Còn tại khu phố Đẩu Hàn, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, công an tỉnh đã huy động 50 cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động cùng 100% quân số công an thành phố Bắc Ninh phối hợp với lực lượng quân đội, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường Hòa Long cùng 1.000 người dân địa phương ứng cứu, đắp chặn 600 mét thấp nhất của đê bối Đẩu Hàn để chống tràn và sẵn sàng bảo vệ đê bối trong mọi tình huống. Cùng với việc triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, công an tỉnh đã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân trong mưa bão. Đối mặt với tình hình thời tiết khắc nghiệt, cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng đã không quản ngại khó khăn, luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm với mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân.